Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, trước mặt các bác đang là những cái đôi loa siêu chép JBL ST200 Plus nhé. Vâng, với dòng sản phẩm này thì các bác có thể nhìn thấy đây là cái dòng sản phẩm cực kỳ là xịn sò. Và nó là dòng sản phẩm được sản xuất tại Mexico nhé. Đấy, nó là dòng sản phẩm được sản xuất tại Mexico. Và đây là màu bản màu nâu cà phê. Vâng, với dòng sản phẩm này thì các bác vừa trưng bày này. Các bác vừa được trưng bày. Các bác vừa được cải thiện cái âm chép trong dàn âm thanh của chúng ta. Và không những thế, các bác lại vừa được giữ cho những cái đôi loa nhà chúng ta nó được nguyên zin lâu dài hơn. Nó tăng tuổi thọ của dàn âm thanh nhà chúng ta lên. Những cái đôi loa này nó sẽ làm những cái nhiệm vụ như vậy. Và nó kéo thêm giá trị của dàn âm thanh nhà các bác lên rất là nhiều. Vâng, và đây là những cái đôi loa JBL ST200 Plus. Thì Plus, những cái bản này nó khác với lại những cái bản khác. Như các bác nhìn vào thì các bác có thể thấy là cái điểm khác biệt của nó là những cái loa khác thì mặt nó bắt vuông đúng không ạ? Còn đây là mặt nó bắt chéo nhé. Đấy, điều đặc biệt của nó là như vậy và nó rất là đẹp luôn. Bên trong màu trắng, da một chút xíu màu đen, da một chút xíu màu trắng, và da nữa màu đen và da một chút xíu nữa màu trắng. Vâng, rất là đặc biệt phải không ạ? Tầng tầng lớp lớp. Đây các bác có thể ngắm rất là kỹ đây. Vâng, và đây là hàng bãi. Hàng bãi nòi luôn các bác nhé. Rất là hay luôn, rất là xịn sò. Vâng, và nó 400W nha, nó cũng 400W và nó đánh với những cái loa mà full 30 trở xuống rất là hay. Đấy, đánh với những đôi loa mà full 30 trở xuống thì nó gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và hiện tại bây giờ thì em đang đánh một đôi. Đang đánh một đôi JBL ST200 Plus. Đấy. Và bây giờ em sẽ mở to lên một chút xíu nhé. Như đặc biệt là những cái đôi loa siêu chép này chúng ta nghe nó sẽ không bị chói tai này. Chúng ta nghe nó không bị chói tai. Và khi nó không chói tai rồi chúng ta nghe nhạc nó rất là sướng. Vì chúng ta nghe nhiều nó không bị những cái tiếng ve nó kêu ở trong tai và nó không bị đau đầu. Nhất là những cái đôi loa chép mà chúng ta nghe nó bị đau đầu, nhức óc thì rất là khó chịu luôn. Cực kỳ là khó chịu luôn. Bây giờ thì kính mời các bác cùng nghe một đoạn nhé. Chim xa đàn, chiều nào anh chợt sang sông, về nơi phố đông, lòng em ngẩn ngơ, ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay, ghé bên sông xưa gọi chung. Quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình.
và như các bác có thể nghe thấy là nó rất là tròn vành rõ chữ phải không các bác? Nghe rất là phê luôn. Và đối với những cái dòng sản phẩm này thì nó giúp cho các bác đánh cái giải 16K đến giải 30K. Vâng, và với những dòng sản phẩm này thì bên em đang để giá rất là ưu đãi nhé. Trong cái tuần lễ vàng này thì nó đang có giá là 1.800.000 nhé. Và nó hết ngày hôm hôm chủ nhật thì đến chủ nhật là ngày cuối cùng. Và hôm nay đã là thứ năm rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng 5. Hôm nay là ngày 21 tháng 5. Và hôm nay là thứ năm này, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Còn 3 ngày nữa các bác nhé. Còn 3 ngày khuyến mại nữa thôi. Và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về cái số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Và bác nào đang xem video mà quên chưa ấn đăng ký kênh thì các bác hãy ấn đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Và nó sẽ thông báo cho các bác về những cái video hoặc là khi bên em livestream thì nó sẽ thông báo về điện thoại của quý vị và các bác. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.